Nghệ sĩ Bạch Mai qua đời sau thời gian điều trị COVID-19. Những ngày qua, showbiz Việt liên tục đón nhận những tin buồn. Dự khuya ngày 25 tháng 8, thông tin nghệ sĩ Bạch Mai đã qua đời khiến bạn bè, đồng nghiệp vô cùng đau xót. Bà ra đi ở tuổi 74. Bạch Nga, em gái nghệ sĩ Bạch Mai, cho biết bà qua đời sau thời gian điều trị ở Bệnh viện An Bình, bệnh nền huyết áp, tim mạch. Từ cuối tháng 7, tinh thần, sức khỏe bà xuống dốc vì em gái, em trai lần lượt qua đời. Em gái bà, nghệ sĩ Phục Trang Kim Phượng, mất hôm 25 tháng 7 cũng vì COVID-19. Ngày 8 tháng 8, em trai bà, nhạc sĩ Thanh Châu, mất vì suy hô hấp. Nghệ sĩ Bạch Mai sinh năm 1948, bà là nghệ sĩ tuồng cổ nổi danh từ thập niên 1960. Nữ nghệ sĩ cùng ông xã Đức Lợi là cặp đôi tài danh được đông đảo khán giả yêu mến. Bà cũng là người lập ra gánh hát cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Không chỉ giỏi biểu diễn, nữ nghệ sĩ còn là soạn giả của nhiều vở tuồng nổi tiếng, Sự Án Phi Dao, Giang Sơn Mỹ Nhân, Ngọc Kỳ Lân. Những năm cuối đời, bà ít biểu diễn nhưng dành tâm sức hỗ trợ con gái là nghệ sĩ Bình Tinh gây dựng lại đoàn cải lương Huỳnh Long.